Thưa quý vị, dưới tác động của đại dịch COVID-19, trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chính vì vậy, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời cho trẻ em khó khăn vượt qua đại dịch, yên tâm học hành, rất cần sự góp sức chung tay của toàn thể xã hội. Trong căn nhà nhỏ này, hơn một năm nay đã không còn hơi ấm và bàn tay chăm sóc gia đình của người phụ nữ. Mẹ qua đời sau thời gian chạy chữa thận từ tháng 6 năm ngoái, hai anh em Nhật Huy, Nhật Hưng mất đi chỗ dựa tinh thần. Dịch bệnh cũng khiến cho ba các em bị mất việc làm. Cảnh gà trống nuôi con khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thế nhưng may mắn là xung quanh các em vẫn còn nhiều sự đùm bọc, thương yêu và giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, nên con đường đến trường vẫn không bị đứt quãng giữa chừng. Gia đình tôi vợ mất sớm, cũng hoàn cảnh hơi khó khăn, cũng nhờ các cấp chính quyền hỗ trợ động viên cho các cháu cố gắng học tập. Hai anh em nhận được món quà rất là vui vẻ, tôi đến học giỏi. Hưởng ứng chương trình tiếp sức đến trường của Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng, Hội đồng đội các quận huyện cũng đã huy động sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên và các nguồn lực xã hội để trao tặng xe đạp, các suất học bổng, sách vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp các em yên tâm hơn khi bước vào năm học mới. Nhằm động viên và chia sẻ với tất cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, thì Hội đồng đội quận sẽ có những cái chương trình như Tương Lai Xanh, chương trình tiếp sức đến trường dành cho các em trong thời gian tới. Và sắp tới thì Hội đồng đội quận cũng như quận đoàn Cẩm Lệ sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình để tiếp tục đồng hành cùng các em. Đoàn Hội đồng đội phố cũng rất là mong muốn sẽ là cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến với lại những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các em thiếu nhi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 7.500 học sinh không có đủ thiết bị cơ bản để học trực tuyến. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận việc học trực tuyến một cách tốt hơn, hiện thành phố cũng đang triển khai hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thông qua đó, kêu gọi và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trang bị các thiết bị phục vụ việc học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm học tập.